Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục hành trình trong Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Đây là cơn mưa đầu tiên trong thế giới luôn nè. Ui dồi ôi, mưa cũng khá là to ha. Nhưng mà kệ nó, bất chấp trời mưa luôn, mình sẽ ra mình thu hoạch thêm mía. Hôm nay thì mình sẽ cố gắng làm được bàn cường hóa ha. Còn có đủ để nâng lên 30 level hay không thì còn hơi xui nữa. Trước mắt là lượm hết mía trước đi ha. Đó, quá trời mía luôn. Chiến này dạo to mía rồi. Và mình sẽ còn nhân giống nó thêm nữa ha. Tại vì trong tương lai không chỉ mía mình dùng để làm sách đâu, mà mình còn dùng để trao đổi với những bác dân làng, chế tạo ra giấy rồi đổi với mấy bác thủ thư ha. Như vậy thì kiếm cũng được kha khá ngọc lục bảo đó. Đó, mình sẽ trồng vô đây thôi. Trồng nhiều quá thu hoạch mệt xỉu luôn á. Rồi giờ thì trời cũng sụp tối rồi nè. Chắc mình đi ngủ được rồi đó. Nãy giờ mình canh ngủ mà chưa có được. Giờ ngủ được chưa? Đấy, ngủ được liền. Đánh một giấc đi, sáng thức dậy mình hẳn chế tạo cái bàn chế tạo nha. Ui, cái bàn cường hóa. Nhìn cái bàn chế tạo xong bị liệu à. Rồi, bàn cường hóa thì sẽ cần 4 hát diêm thạch nè. Kim cương 2 viên thôi. Sách nữa. Sách thì bắt buộc mình phải lấy da bò rồi. Và không thể thiếu là mía để làm những tờ giấy á. Rồi, lượm. Bàn phù phép. Đó, mình chỉ làm được cái bàn rồi đó. Còn sách thì chưa làm được bao nhiêu hết. Đây, mình sẽ làm được 7 kệ, 7... Ồ, 7 quyển thì làm được có 2 kệ à. Nó khá là ít luôn. Thôi, có bao nhiêu làm bấy nhiêu đi ha. Đây, đổi ra. Đó, được 2 kệ. Rất là ít luôn. Và kệ thì mình sẽ để không thẳng đặt sao, tại vì bây giờ mình chưa đủ, mình đặt ra rồi mình đập đó nó cũng mất công chế tạo lại à, nên từ từ hẳn làm ha. Mình có ồ, vậy là mình còn làm thêm được một kệ nữa. Đây đây đây, không, mình còn làm hơi bị nhiều luôn. Coi coi, chín là được 3 kệ. Ồ, làm luôn, đổi ra giấy. Ui giời ơi, vậy là mình còn nhiều lắm. Tính ra mình cũng nhiều da bò lắm á chứ. Ít bữa nữa mình đàn bò mình nhiều nhiều lên đi, lúc đó là thoải mái làm luôn, không có sợ thiếu đâu. Giờ hơi nghèo da bò một xíu thôi. Rồi, tổng cộng mình gom được mấy kệ rồi? 6 kệ rồi đó nha. Tốt, tốt, tốt. Mới ngày thứ 3 mà được 6 kệ sách là cũng quý lắm rồi. Rồi, công chuyện làm bàn phù phép đã xong. Còn bây giờ, chỗ nào để đặt bàn phù phép là một câu chuyện khác nữa. Mình muốn có một cái chỗ phù phép riêng á. Và mình có một cái ý tưởng là xây một cái chỗ phù phép nó gần gần nhà mình ha. Đâu đó ở ngay cái gờ đồi này nè. Mình sẽ xây một cái chỗ phù phép. Vừa là chỗ phù phép và cũng để trang trí cho khu vực xung quanh nhà mình luôn. Tại vì xung quanh này nó còn khá là trống nè. Ok, quyết định vậy đi. Giờ thì bắt tay vào công đoạn xây dựng thôi. Và nguyên vật liệu mình xây thì chắc mình sẽ sử dụng số gỗ bạch dương hôm qua mình mới chặt được nè. Rồi, cũng như là không thể thiếu là gỗ sồi. Và một chút đá. Đấy, đấy là toàn bộ những thứ mà mình cần đó. Còn ví dụ trong lúc xây thiếu gì thì tính sao á. Xong, giờ thì bắt đầu xây dựng thôi. Xây ngay đây ha. Cho nó gần cái ruộng của mình. Có gì mình đi qua mình thăm ruộng. Còn một chuyện không kém quan trọng nữa, là mình sẽ cho bò ăn. Thiệt tình đó, quên đầu quên đuôi hoài. Mình nói mình cho bò ăn á, mà bò này lâu đói quá trời quá đất à. Tức cái lồng ngực á. Mình cho ăn xong cả buổi trời mới cho ăn tiếp được. Bây giờ để coi coi nó đói chưa nha. Lúc nãy mình mới cho ăn rồi, giờ sợ nó còn no á. Không có chịu ăn nè. 4 con bò. Ủa 3 con. Trời ơi, con này nó chưa có lớn nữa. Ngồi chưa lớn rồi thôi, cho không cho nó ăn đâu. Mắc ghét. Rồi, không bốc phép nữa. Giờ thì bắt đầu vào xây dựng thiệt nè. Hiện tại thì mấy ngày đầu á thì mình sẽ tập trung xây những cái cần thiết trước ha. Như ngôi nhà cùng hóa này là cũng một trong những thứ mà rất là cần thiết đối với mình trong giai đoạn hiện tại, để mình có thể có một nơi cường hóa cho nó đàng hoàng một xíu, cũng như là xây thêm những thứ cho xung quanh cái nơi ở mình nó có nhiều công trình hơn á. Trong tương lai thì mình sẽ bắt đầu xây những cái máy farm sao, nhưng mà không biết phiên bản mới này thì nên làm cái máy farm gì đầu tiên nhờ. Mình đang có rất là nhiều cái ý định, như là máy farm thức ăn này, như là thịt gà, thịt bò, hoặc là máy farm mía chẳng hạn. Đó, mấy cái đó là nó có thể làm được ở giai đoạn hiện tại ha. Chắc sắp tới mình sẽ làm một trong số những cái máy farm đó đi. Các bạn muốn mình làm máy farm nào nhất thì đừng quên góp ý ở phía dưới nha.
Rồi và trở lại với cái công việc xây nhà này thì lúc đầu á mình định xây căn nhà này thiệt là bự cơ, nhưng mà suy đi nghĩ lại đây cũng là nơi để mình cường hóa đồ thôi ha, nên chắc xây vừa vừa thôi, đủ để mình ở nè, cũng như là đặt cái chỗ cường hóa thôi ha, là vui rồi. Cũng như là góp phần cho cái khu vực gần gần mình á nó có thêm vài ngôi nhà nhìn cho nó sơm sơm hơn á. Và cũng lâu rồi á mình không có quay lại xây những cái ngôi nhà, nên đôi lúc xây nó cũng có trục trặc lỗi các thứ, nên nếu các bạn thấy mình sai sót chỗ nào á thì góp ý nha, để mình có thể khắc phục lại những cái điểm sai sót đó và cố gắng xây những cái ngôi nhà, những cái công trình cho nó đẹp hơn á. Mà quên nữa, nếu các bạn thấy thích ngôi nhà của mình á thì tặng mình một like nha, mình rất vui khi ngồi đếm từng cái like của các bạn đó. Bây giờ thì tạm thời mình sẽ dời cái bàn cường hóa vô trong ha. Bây giờ chắc có thể sử dụng được rồi đó. Kệ sách cũng mang theo nè. Da bò thì không đủ rồi. Hơi ít kệ sách một xíu nhưng mà không sao. Trước mắt là có cái chỗ để mình đặt cái bàn cường hóa là ổn áp lắm rồi. Giờ thì đi lên nè, có đường lên luôn nha. Đường lên mình làm nó kiểu cơ bản thôi, để mình dễ dàng lên xuống một xíu, đừng có bị vướng vướng. Đó, và chỗ đặt bàn cường hóa mình sẽ đặt ở đây. Chết. Chưa ấp ở dưới. Để mình ấp vô nhìn cho nó đẹp đẹp một tí ha. Úi cũng đâu có gì ấp đâu ta. tạm thời để cho nhìn nó hơi thô sơ ha. Kệ đi, cho nó gì đi. Và từ từ mình ấp mình cho nó đẹp đẹp sao. Và mấy cái chỗ gỗ này nè, mình sẽ thay thế bằng những kệ sách ha. Đây, gắn vào. Hiện tại mình có 6 kệ à, nên mình sẽ gắn trước vào ha. 1, 2, 3, 4, 5, shit. Rồi, xong phim. Cho vô thử. Nó được 12 cấp mà nè. Cố lên. Mục tiêu của mình là tranh thủ có được đủ 16 kệ sách. Nhanh nhất có thể á. Để mình gắn hết vòng vòng trong đây nè. Là rất là đẹp luôn á. Còn cái nhà mình á thì nó sẽ có 2 tầng á. Cái này là tầng trệt nè. Từ từ mình sẽ trang trí sau, giờ mình chưa có đủ thời gian để trang trí nữa. Cái này là lầu 2. Cũng khá là rộng để mình có thể làm một căn nhà thứ hai rồi đó, thay thế cho căn nhà cũ của mình. Khá là ổn áp á. Mình chỉ trang trí sơ sơ thôi. Rồi có một hôm nào rảnh thì mình sẽ dành ra mình trang trí xong cái nhà luôn á. Đó là sơ bộ cái chỗ cường hóa của mình. Rồi giờ xây cũng mấy ngày rồi, thôi chắc mình gom đồ nghề xong chuẩn bị còn đi khám phá nữa. Hôm nay sẽ có một chuyến khám phá ở dưới địa ngục nha. Tại vì mình đã gom đủ số hắc diệm thạch trong thời gian trước rồi, ngay ở tập trước luôn. Mình sẽ cất đồ vô trong. Cất đồ nghề. Mang theo thêm một chút block không ta? Không, mình mang theo gỗ nè. Gỗ là hợp lý nè. Rồi mình tranh thủ mình đi đào sỏi nữa. Mình chưa có cục sỏi nữa. Không có sỏi là không có làm cái hộp quẹt được. Đây. Cho tôi cục sỏi đi mà. Bali. Cục sỏi. Làm ơn cục sỏi. Cục thôi. Ok. Để coi nó lì hay mình lì. Nó lì sao bằng mình. Mình hơi bị lì á. Có cục sỏi thì mình sẽ làm luôn cái hộp quẹt ha. Đây. Hộp quẹt. Rồi. Xuống địa ngục là mình cần phải phun giáp trước. Mang theo cái. Ui mình làm ủng vàng đi. Mình làm cái ủng vàng. Đó, để mấy anh Bitlin đừng quýnh mình. Hợp lý. Rồi mang theo vàng để đổi với mấy ảnh nè. Đó, vậy là đủ rồi. Giờ thì có thể tự tin đi xuống địa ngục rồi đó. Ừ. Cần phải lấy hắc diệm thạch nữa. Xong. Giờ mình đánh một giấc trước nha. Trời tối mất tiêu rồi. Mà quái nó lại ra nó dí nó quýnh mình đó. Ui mới nói. Ngủ không thấy. Nó không thấy mình. À con này. Người định gìn chai nhà lành ngủ hả? Khốn kiếp. Hai Enderman luôn. Wow. Ngon. Bây giờ mình sẽ quýnh Enderman cái nha.
Quýnh thấy năm em bây giờ là tốt nhất. Đừng có hổ báo nữa, quýnh bằng cái thuyền đi cho chắc. Rồi lên thuyền anh ơi. Không chơi tôi nghèo, lên thuyền tôi đèo. Lên thuyền. Rồi xong một anh, còn anh ở đâu? Anh này nấp cái gì? Ngại cái gì mình với nhau không à? Tới công chuyện luôn. Cho cái ngọc đi. Cho tôi cái ngọc. Đó, một ngọc, một ngọc. Anh bạn này, tiếp theo. Cho tôi cái ngọc đi. Chưa bao giờ kiếm ngọc Ender dễ như vậy. Đấy, lượm hai ngọc liền. Quá xa đã luôn. Cắt vào. Rồi cái xuồng mình cũng mang theo nè. Xuống địa ngục hay gì cũng cần xuồng lắm. Mang theo sắt để có gì làm điều mới. Làm điều mới luôn. Cần gì phải đợi ha. Mình có nhiều gỗ mà. Đây làm điều mới nè. Rồi xẻng mới luôn. Đó. Ngon lành canh đào liền. Ờ và sáng tiện mình sẽ ra ngoài mình cho bò ăn cái ha. Ra ngoài cho bò ăn cái. Công việc của một nông dân chăm chỉ là lúc nào cũng lo cho cái bụng con bò nó được no ha. Mình không thể cho bò mình đói được. Đói là nó sẽ không chịu đẻ đâu. Nó phải ăn no xong nó mới đẻ được. Nó ấy ấy nhau xong xíu ha, là mình sẽ có rất là nhiều bò con luôn. Đây tới giờ ăn rồi mấy cưng ơi. Ăn đi. Đó cho nó ấy ấy với nhau. Rồi sinh sản đi. Đó đàn bò bắt đầu đông đông rồi. Đã ghê. Và cánh cổng địa ngục á, mình đang định là đặt nó dưới hang chứ không có đặt nó ở trên mặt đất đâu. Ở đây nó có cái hang nè, không biết mình có nên làm ở dưới không nữa. Ở dưới thì sau này mình muốn trang trí. Ok, hay là mình làm ở dưới hang luôn đi ha. Cho nó khác bọt một xíu. Ui mà cái này chật quá à. Ổn không? Trong hang hơi chật á nha. Không biết ổn không nữa. Trước mắt là mình cái này nó có nước tràn bờ đê rồi. Phải che nước lại nó. Không, chỗ này không ổn tí nào luôn á. Nước tùm lum mà. Sau này phiền mình á. Vậy cần đặt ở đâu vậy ta? Mà mình thấy là cái hang lại lại là chỗ hợp lý nhất. Chỉ có điều nó hơi phiền phiền cái chỗ nước thôi. À có cách, có cách. Mình đặt ngay góc này. Rồi chúng ta nó theo phong thủy xíu nha. Cái này cũng liên quan tới phong thủy đó. Mình đặt chỗ đẹp đẹp, nhiều khi xuống dưới mình hên, mình xuất hiện chỗ ngay cái pháo đài địa ngục rồi sao? Chuyện tâm linh không đùa được đâu. Gán đi xây. U nước tràn vào đê tiếp. Đây. Che cục này lại là, à không, che hai cục lắm. Thêm cục nữa. Rồi hết nước tràn bờ đê nè. Đó. Giờ mình xây là hợp lý rồi đó. Xây cái cổng ngay đây luôn. Rồi. Chuẩn bị đi xuống địa ngục ơi. Hồi hộp á, không biết mình sẽ xuất hiện ở chỗ nào đây. Mong rằng một chỗ an toàn nha. Chứ đừng có trôi lôi giữa biển nhung nham là chết luôn á. Vậy không có vui tí nào cả. Rồi kích hoạt cánh cổng lên. Đây. Yeah, đi thôi. Mong rằng Chúa sẽ phù hộ mình nha. Let's go. Đi thăm địa ngục nào các bạn ơi. Hồi hộp quá. Đúng á. Xuất hiện chỗ đẹp liền. Được thiệt sự. Để mình lưu tọa độ này lại cái đã. Không khéo mình bị lạc á. Mình là chúa lạc mà. Nên mình phải thiệt là cẩn thận. Nhất là xuống địa ngục. Rồi chỗ mình thì không có bích liên luôn. Đấy, nhân phẩm cao liền. Ve được á. Nhưng mà khá là tiếc là gần mình không có pháo đài địa ngục á. Chỉ đáng tiếc một chỗ đó thôi. Ô, nguy hiểm, té là gãy chân đó. Từ, không có gì phải vội hết. Rồi, xong. Lên đường. Đi tìm pháo đài địa ngục thôi. Để mình coi, mình tém lại. Khéo đi lại lọt nữa. Chỗ mình xấu quá. Lúc đầu còn thấy đẹp mà giờ thấy hết đẹp rồi. Khúc này thì không có đường đi tiếp. Căng rồi. Cái vùng mà các linh hồn này dễ xuất hiện gas lắm á. Mình có điềm ghê luôn ấy. Lỡ su su mà đi
đi gặp nguyên con gách, nó bắn lọt xuống hồn dung nham là xác định luôn. Bây giờ mà gớt xuống dung nham là chết chắc á. Nhưng tuy không gặp được pháo đài địa ngục, nhưng mà mình gặp được căn cứ của bọn Bích Liên. Những ngày xưa ấy, đúng rồi, những ngày xưa ấy thiệt. Đây có vàng nè. Dù mình bây giờ mình lấy khối vàng có bị quýnh không ta? Hình như là có đó. Chơi liều không? Thôi không, không nên tham cục vàng này. Mình tốt nhất nên tìm cái rương đi. Trong đây nó có rương. Đi từ từ xuống dưới tìm cái rương. Làm mà lắp trước. Có gì chuồn nha. Ôi mình mở rương là có bị quýnh không? Ui có con Bích Linh thông bảo kỹ à. Eo. Dân chơi nào sợ mưa rơi, mở luôn. Liều ăn nhiều. Đó nó không biết, nó không biết, nó không biết. Ý, có búa địa ngục lấy được nè. Yêu cầu hình như mình đừng đụng vô vàng của bọn chúng là mình an toàn à. Mình lụm netherite chứ mình đâu có lụm vàng. Trời ơi. Đúng bài rồi. Lên đây, có rương nè. Thường thường trên đây sẽ có rương nè. Đi săn rương, đi săn rương. Bây giờ mình phải về trận với những cái con Bích Linh thông bạo quá đã. Hồi nãy mình bị dí. Ui đây nè, mới nói với nó. Thông bạo. Kiểu gì thì nó cũng quýnh mình à. Khó chịu ghê á. Ghét nó thiệt. Lã vô đây rồi, mình làm đại ca trong đây luôn. Không ngán con nào đâu. Lúc đầu còn ngán ngán, giờ vô nó dí dí mình là mình không ưa nổi nó rồi đó. Khoan. Dừng khoảng chừng là ít giây. Nó cho một chút vàng. Bột xương, mũi tên cái thứ nè. Quét sạch căn cứ của bọn chúng luôn. Cho bọn chúng còn cái nịt. Vậy là nó sẽ có một rương ở góc này ha. Vậy mà xích hồi nãy mình không thấy ta. Xích nữa thì bỏ qua mất rồi. Giờ không có sợ tên nào nữa, lụm hết đồ luôn. Bích Linh này vô đây. Hôm nay mình hơi bị chiến. Mình hơi bị chiến. À, và đồ nó giấu ở trong này nè. Bình tĩnh, bình tĩnh. Ui, nó chặt đau chưa cơ. Rồi, mình phong tỏa lại. Để mình hốt hết số đồ này ha. Tuyệt cướp. Hiệu suất 3. Cũng tốt. Nghe tiếng dâm bài. Ôi, tiếng Bích Linh. Ăn vô cái đó. Vàng. Sắt. Hoa văn nè, lụm hết luôn. Rìu cấp, hiệu suất cấp độ 5. Rìu này đào là bá cháy luôn á. Rồi nó cũng sơ sơ được một vài món đồ xịn ha. Mới có một cái rương à. Nó còn đường đi lên trên nữa nè. Mình ngày nọ sẵn luôn. Lên mình bắn. Bắn con Bích Linh này luôn. Ui. Ui xong mình thôi. Ui nó dí, nó dí. Đừng đừng đừng. Oh my god. Ow. Con kia chơi kỳ cục vậy, chơi mà bắn. Đừng làm vậy chứ. Con kia đừng có bắn nữa. Kỳ cục quá đi. Xít nữa đi bán muối rồi. Ừ. Nguy hiểm quá đi. Eo no. Một tên. Từ mình sẽ nốt tên này. Rồi xong tới tên này. Tới tên này. Ui. Xít nữa thì tử trận ở đây rồi. Nguy hiểm quá. Ồ quân số bọn chúng khá đông nên hơi rén ha. Hồi nãy mình đi đường nào ta? À đi đường này. Nguy hiểm thiệt sự luôn á, ngàn cân xeo chạy tóc. Sợi tóc phải đó. Hên là mình còn chạy kịp. Rồi. Đi lên trên cao xíu coi. Còn bọn chúng còn giấu đồ không? Hai tên Bích Linh ở đây luôn nè. Ghê quá. Đồng quá đi, bây giờ mà bọn chúng nổi hứng quýnh mình cái là xong luôn á. Vô đây hơi gung nha. Chỗ này thì có đá phát sáng. Để đi tiếp coi. Coi trong căn cứ bọn chúng còn dấu rương nào khác hay không á. Có vẻ là hết dấu rương rồi. Thôi, tốt nhất là không nên tham lam đâu.
Hồi nãy suýt nữa thì tử trận. Hên thì chứ. Và còn một vài khối vàng mình chưa có lượm kịp á. Nên bây giờ quay lại chắc mình sẽ lượm nốt luôn. Mình mới về nhà cắt đồ thôi à. Mà quá nó vậy. Nó bao quanh nhà mình rồi. Sự nguy hiểm thiệt chứ. Cái giá của việc không ngủ vào ban đêm á. Quái nó xuất hiện đầy nhà mình luôn, nhất là Reaper á. Ui nó mất tiêu rồi. Ê. Ồ, vẫn còn. Bây giờ giá, quái nó mặc full giáp không à. Ghê thiệt. Cút cút ra. Ghê quá đi. Cô nên comeback lần hai không ta? Đó đó đó, thấy chưa? Chắc nó không muốn mình comeback hay sao á. Chẳng lẽ đâu mà con Reaper nó chặn đường gì sao dám vô. Đi chỗ khác đi, con này vô duyên quá. Đi đi. Né ra. Rồi, giờ mình tích góp bột thuốc súng là vừa đó. Để khi nào mình có cánh cứng rồi mình còn có thuốc súng rồi làm pháo bông á. Còn bây giờ thì không liên tha liên thiên nữa. Trở lại địa ngục lần hai nè. Pháo đài địa ngục thì mình chưa gặp, nhưng mà mình gặp một cái tàn tích cổng địa ngục ha. Vậy cũng hay. Và nó có khá là nhiều cái dụng cụ bằng vàng được cường hóa trầm hổng này. Tịch thu hết luôn. Có khối vàng lượm luôn ha. Và mình chỉ cần đào những khối hắc diệm thạch khắp thôi. Tại vì những cái khối này á, mình không có thể nào mà chế tạo ra được. Mình chỉ có thể tìm kiếm nó trong những cái công trình như vậy nè. Đó, thành thử ra mình sẽ xuyên xuyên đào nó một tí ha. Cúp mình cũng là cúp hiệu suất mới chơm được, nên khá là tự tin luôn. Wow, và đây có con xương nè, nó full giáp luôn nha. Nó trâu chưa? Quá là... Ê, nữa hả? Ủa, mình lại gặp một cái patient nè. Wow. Hình như mình có duyên với những cái patient hay sao á, gặp hoài luôn. Trời vậy sao nó la xong nó không bắn hết trơn vậy? Ô. Ủa sao bọn chúng tấn công mình vậy? À không, nó bắn con heo này hút chết không biết liên rồi. Chắc bữa nay mình mần thịt heo con heo này thôi. Con heo này. Con heo mần heo luôn. Heo heo nè. Ủa cái đe mình cũng nát rồi. Không ổn rồi. Cái patient này á có vẻ khá là bự á nha. Ơi, ơi ơi nhóc nhỏ. Trời ơi, nó nhỏ mà thích suýt nữa là nó hại mình rồi. Nó định hại đời trai mình rồi. Cái con nó nguy hiểm quá đi. Không chơi với nó đâu. Lên chơi với mấy anh Bích Liên trên này nè. Vui không? Ê gắt ơi, bình tĩnh nha gắt. Chuyện đâu còn có đó nghe. Làm bậy là đi á. Bây giờ mình sẽ khám phá từ trên xuống á, cho nó an toàn. Chứ khám phá từ dưới lên hơi căng á. Phá từ trên xuống đi. Ý, có con heo kìa. Đố người hút được ta đó, con heo khốn kiếp. Ở đây có vàng thì từ từ hẳn. Oh no. Ow. Đừng mà gắt ơi. Đừng mà. Ui da. Con gách làm gung quá. Làm rối đời hình hết à. Ở đây là hiện tại là chỗ cao nhất chưa? Hình như chưa, còn một xíu nữa mới cao. Hay lên xíu nữa. Sẽ coi chỗ cao nhất nó có dấu đồ không nha. Xong mình sẽ khám phá dài dài xuống. Như vậy thì mau kiếm được đồ lắm. Rồi trên cao này có vẻ không có gì rồi. Ui sao con gách nó gần mình thế. Mình sẽ gài cây nỏ sẵn nha. Ô cây nỏ để ở nhà luôn. Xong rồi. Mình thấy hơi toan toan rồi đó. Vậy là trên này không có rương rồi. Xuống thấp xíu một tí. Nè nè có rương. Không có anh biết liên nào gần mình hết. Đá 500. Wow. Xịn, có đá 500 luôn. Mà có con heo nó gần gần mình khó chịu ghê á. Mình ghét con heo này. Mình muốn cho nó té gãy chân luôn. Người phải té xuống dưới. Người phải té. Trời ơi, không gớt xuống cái hồ nhung nham luôn đi. Cho thành heo nướng luôn. Ừ, vừa cái bụng mình. Con heo khốn kiếp. Không biết có bạn nào ghét con heo đó giống mình không á.
chứ mình hơi bị ghét nó luôn á. Nó cứ khịa mình thôi à. Khúc này không có cái rương nào luôn. Để mình thử mình qua đó mình hút. Ao ao ao. Qua đây mình hút số vàng này trước rồi đã. Tại khúc này không có anh Bích Liên nào canh giữ hết á. Nên mình chắc mình hút được á. Rồi. Làm giàu thôi, làm giàu thôi. Rồi không ai thấy tôi nha, không ai thấy tôi nghe. Tôi tàng hình rồi, tôi có chiếc lược vàng rồi. Tàng hình, tàng hình. Rồi, giao tấu à. Hốt vàng về thôi. Bích Linh thì chỉ có dạo vàng thôi ha. Thỉnh thoảng thì sẽ có một số rương chứa cái vụn netherite. Nhưng mà mình chưa tìm được những cái rương đó. Nên cứ hốt vàng trước đi. Còn tí tính sao. Giờ mới bắt đầu vô trong nè. Và có những cái tên Bích Linh thông báo rồi, thấy chưa. Nguy hiểm lắm. Mấy con heo này. Gụ mệt. Ô, nó đi đường vòng. Trời ơi, heo, heo đi đường vòng. Nó đi đường vòng. Nó đi đường này rồi mình đi đường này. Heo nè. Heo, nút đi, nút mình. Nó chơi bắt trốn với mình hay sao. Nó chơi bắt trốn với mình. Trời bắt trốn. Ui, trời này nguy hiểm quá. Mình dụ nó qua đây. Xong mình chạy vô đây tiếp. Này thì muốn chơi bắt trốn với mình á. Con heo quýnh cho nó chạy luôn. Muốn chơi. Ô, có rương. Tốc độ linh hồn. Được ép vô cái ổng á. Giúp mình đi nhanh trên cát linh hồn. Cũng hay. Có chị nữa nè. Ôi, vậy là có thêm một cái rương nữa. Nhưng mà suýt bị con heo nó đọt mạng á. Quá là nguy hiểm luôn á. Mình có một cái rương ở bên kia như vậy thì chắc đối diện nó phải có một cái rương khác nữa chứ. Nhưng mà bên đây thì nó bị khuất rồi, nó bị che lại mất rồi. Nếu mà bên kia có một cái rương thì bên đây phải có một cái rương thì nó mới hợp lý nè. Nhưng mà nó không có đường đi tiếp. Cây thiệt. Hay là tại mình đoán mò nhiều quá ta. Nếu mà nó để rương thì nó phải để cân đối chứ đúng không. Bên kia có một cái thì bên đây phải có một cái chứ. Hay là tại đống đá ba gian này nó che mất ta. Ồ, nó dấu. Ơi nè nè, có thiệt. Ồ. Như vậy là đúng nha. Bên kia có một cái rương thì đối diện nó sẽ có thêm một cái rương nữa cho mình loot đồ nè. Đã thiệt, nhưng mà cái rương này nó vẫn không có những cái gọi là vụn netherite. Hơi thất vọng một xíu ha. Cái kia nó nhỏ hơn mà nó có hẳn một vụn, còn cái này to hơn mà không có cái vụn nào hết. Bây giờ tới chuyên mục bóc lột sức lao động của mình. Các bạn hiểu ý mình chứ. Mấy anh lại đây, lại đây tạo công an việc làm cho mấy anh nè. Hay là mình cho mấy anh vô một cái lỗ ta. Có nên cho anh vô lỗ không? Có hai anh nào mình sẽ không đủ. Mà kệ đi. Trước mắt là mình hai anh thì mình nhờ hai anh thôi. Thỉnh thoảng mình trao đổi á, sẽ có một số anh cho mình cả thuốc kháng lửa luôn. Hay lắm. Gọi thịt heo đi, thịt con heo này. Ừ, hay lắm mấy cưng. Đó, mình không mấy anh đệ được không? Chống như mình là mình thịt liền. Đệ của mình đó. Xịn thiệt cái chứ. Thu nạp đàn em nha. Bữa nào quay lại mình khê kết nạp hai thanh niên này vô làm đệ tử của mình. Dắt về nhà ở luôn. Hơi bị cưng á. Ừ, cho mình nhiều da đi. Về nhà mình làm bằng phù phép tiếp. Tại đang thiếu da quá trời quá đất á. Nên đổi với mấy đứa đệ có da thì lụm luôn ha. Không có chê đâu. Cho da gì nhiều đi. Còn không thì cho đồ xịn. Chứ đừng có cho mấy câu lửa làm gì. Nướng hay ngươi hay gì. Mệt mỏi lắm luôn rồi. Hắc kim thạch nữa. Cái này về mình thành đại gia hắc kim thạch luôn á. Ê. Bậy ơi. Bậy rồi, con gái này xém nữa là đi đây. Mình giết con gái này cho xem. Lụm gạo con gái này liền. Láo nháo với mình hả? Để mình bật cái hitbox lên coi có rớt cái nước mắt gas không nha. Hình như con gas đó nó không có rơi nước mắt rồi. Nhưng mà không sao. Mình mới làm được một cái thành tựu khá là hay ha. Đó chính là cái thành tựu giết con gas bằng cái quả cầu của nó. Thành tựu đó cho mình cũng được một tí kinh nghiệm á. Đàn đổi yên lành với mấy đứa đệ cái bị quấy rầy quá trời. Ê, có ngọc Ender nữa này. Được ấy, bây giờ mới thấy cho đồ tốt á. Rồi gom lại với nhau mà
mà trao đổi đi mấy cân. Công ăn việc làm mà cho hết rồi đó. Ồ, có thuốc tiếp nè. Mình chưa có chế được thuốc nên tự ra cứ đổi được thuốc là mình lụm ha. Đó. Một số tình huống cấp bách thì mình dùng tiếp thôi. Nó còn cho mình ổn gì đây. Ồ, ổn tốc độ linh hồn. Giữ liền. Đồ mấy đứa đệ cho được ấy. Cứ cái mưa hoài, mưa quỷ vậy. Nó mưa ghiền rồi. Mưa được cái mưa tới luôn à. Chắc mình sẽ dời cái giường của mình vô cái nhà cường hóa luôn ha. Tại vì nhà cường hóa mới xây đẹp quá. Khoái khoái chạy nước miếng vô ở liền. Rồi. Ủa sao mình xây xong mà sao cảm giác nó cứ dột dột cái gì á. Này có nước mưa nó dột xuống nè. Không ngủ được. Khổ quá chứ lị. Thôi nó không cho ngủ thì thôi. Mình không ngủ coi đâu căng. Giờ thì chắc mình sẽ đi vô trong. Mình tiến hành mình làm những cái kệ sách cuối cùng và gắn vào cái chỗ cường hóa thôi là mình có thể bắt đầu cường hóa được rồi đó. Quá tuyệt vời luôn. Đây. Mình sẽ lấy gỗ trong này ra. Gỗ. Nhưng mà thuốc để mình cất thuốc rồi đã. Hôm nay đổi được với mấy đứa đệ cả đống thuốc luôn á. Tuy không có được những cái vụn này rồi rít tiếp á, nhưng mà cũng được khá là nhiều thuốc thì cũng ok rồi. Da cũng nhiều nữa. Giờ thì làm kệ sách thôi. Lấy gỗ sồi ra. Gỗ vân sam cũng được. Làm coi được bao nhiêu kệ đây nha. Ồ mình còn thiếu giấy nữa mà. Đây. Giấy. Rồi hẳn làm sách ha. Sách. Được bao nhiêu kệ? Có 7 kệ à. Eo. Hình như mình thiếu mía. Đúng rồi. Không sao. Cái hàng mía của mình nè. Nhìn mê ly liền. Mía quá trời đất luôn à. Thu hoạch thôi. Thu hoạch mía trời mưa luôn. Cho nó chiến á. Gom hết số này chắc cũng được bộn á. Chắc sắp tới dư thì mình sẽ tiến hành đi trao đổi với những bác dân làng thôi. Chứ mía mình xài cũng đâu có hết đâu. Chủ yếu là đi đổi đi kiếm thêm ngọc lục bảo hả. Có được bao nhiêu rồi. Wow. Gần một stack rưỡi luôn á. Tính ra cũng nhiều phép. Tranh thủ nào làm lẹ. Để coi mình làm xong rồi. Mưa nó có tạnh không nha. Này. Quá trời giấy luôn. Đó. Xong giờ thì làm tiếp kệ sách thôi. Kệ sách ha. 15 kệ luôn. Chiến này gắn vô ha. Lên chanh cấp độ 30 luôn cho đã ha. Quá tuyệt vời. Rồi vô. Và cái đường đi này trong tương lai mình còn trang trí lại nữa. Nên tạm thời mình cứ để như vậy đó ha. Chứ không phải mình xây xong bỏ đó đâu. Mình còn trang trí nhiều lắm. Xung quanh đây nó còn kiểu như nó hơi thô sơ á. Mình sẽ sắp xếp mình trang trí trong thời gian sớm nhất để mình có một cái nhìn đẹp nhất từ cái ngôi nhà của mình ha. Rồi, còn giờ thì tập trung lại với công việc. Gắn kệ sách nè. Đó, gắn hết vô. 1, 2, 3. Ô, còn thiếu một cục ở đây. Không. Mình không có gì trang trí, mình gắn cục đá 500 này vô. Trang trí đỡ. Có kỳ quá không ta. Bây giờ là em cho anh được cấp độ 30 rồi nè. Ở dưới mình ốp bằng mấy cái cục gạch chôm ở địa ngục đi. Tận dụng tối đa nguồn tài nguyên sẵn có ha. Đó thấy không, mình xây nhà mình tính luôn rồi. Ví dụ bữa nay nực nè. Tắm mưa luôn, vừa enchant nhìn tắm mưa là hết sảy con bà bảy. Và coi, nó ra dòng gì. Hiệu suất luôn hả. Tốt vậy. Nón thì sao. Bảo 14, wow. Tốt. Lấy ngọc lưu ly rồi mình cường hóa thôi. Dòng bảo vệ 4 bây giờ là rất là tốt luôn á. Một cái nón bảo vệ 4 mà nó còn có thêm chậm hỏng các thứ nữa thì hay đó, nhưng mà Cướp tới nhà rồi các bạn ơi. Nó tìm mình tính sổ rồi. Ôi no. Trong cơn mưa mà bọn cướp này vẫn đi tìm tới nhà mình. Bọn này bây giờ quá đáng thì. Mưa thì thôi ta nghỉ đi, mai hết mưa hả đi cướp. Cướp dầm mưa vậy rồi. Rồi sao? Mình nên lấy cúp hay là lấy. Mình có cúp hiệu suất 3 rồi. Chắc mình ưu tiên giáp đi nha. Cho nó mạnh mạnh. Yes! Nó có thêm âm hỏng và cả hô hấp luôn. Vậy là không sợ chết đuối rồi.
vẫn là hiệu suất nè. Lắm. Ôi nó không cho thêm dòng gì hết vậy. Thôi kệ. Giờ thì mình đã có một cái cúp hiệu suất cấp độ 4 luôn rồi. Trong tương lai mình sẽ gắng sử dụng cái cúp này để đi đào thật là nhiều, kiếm thật là nhiều kim cương rồi lên hẳn full một set giáp kim cương ha. Còn gần nhà mình đã xuất hiện quân cướp bóc rồi kìa. Chắc tạnh cơn mưa này mình sẽ có một trận chiến giáp lá cào với những cái tên cướp đó để mang lại sự bình yên cho khu vực của mình á. Nói chung thì trong ngày hôm nay mình đã có được một cái nơi để cường hóa đồ nè. Và trong tương lai đây cũng là căn nhà mới của mình luôn. Mình sẽ tiến hành trang trí cho nó đẹp đẹp một xíu trong thời gian rảnh. Và mong rằng mình sẽ sớm có một chuyến đi mai may mắn trong thời gian sắp tới, mang về thật nhiều kim cương á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những chuyến khám phá kế tiếp. Bye bye.